Chị Sương thấy bà cũng làm lỏng lẻo. Mai nấu cháo trắng á, mai nấu cháo trắng á, mua cái rây á, đừng có xay nhuyễn lên nữa, mua cái rây á, nó đặc đặc nhìn ăn nó ngon không? Cái rây như sữa ở trên vậy, ngon không? Ngon quá. Nó mè nó ầm. Như sữa thôi. Thơm, thơm. Đúng ta ăn ta ăn hết rồi, đúng ta ta la giờ. Không, ăn không hết nhiêu đây đâu, nhiêu đây nhiều lắm. Ăn từ cũng biết hạ miệng rồi ra chứ ha. À, biết ăn à. Con mắt to. La cho cú rồi. Nè. Họ làm gì buồn ngủ dưới trời đất. Tối thức dậy sớm. Anh cũng biết mở mắt ghê chứ. Ờ lộn mở miệng ghê chứ. Thì nó biết ăn rồi đó. Nó thèm bữa vô rồi, trở quế rồi, tính ra là ăn gì là trở rồi đó. Trở hết nửa tháng rồi. Rồi. Thằng ấy nó chừng là xấu, tính nốt lắm. Anh đang bệnh viện cái lưỡi nó mắc cười. Tối nay chút nữa trưa trưa bà cô tắm cô sơ lưỡi nha. Nha. Dẹo lưỡi có được rồi, tránh cắn nó vô giống một tủ nếp. Nè vô móc tránh móc.